vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với đêm nhạc những tình khúc buồn. Và ngay bây giờ, trước khi đến với bài hát tiếp theo, các bạn thí sinh hãy nhớ nhé. Hiện tại trên sân khấu chúng tôi đang chỉ có 3 bạn thí sinh mà thôi. Cho nên là luật chơi chúng ta sẽ có một thay đổi nho nhỏ. Bạn có số điểm cao nhất vẫn sẽ là người an toàn bước vào vòng thi đấu tiếp theo với giá trị tiền thưởng là 3 triệu đồng. Tuy nhiên, ở vòng thi đấu này, chiếc máy phân tích giọng hát của chúng tôi sẽ là người quyết định ai dừng lại cuộc chơi. Bạn không ghi được điểm cao thì bạn sẽ có nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi của chúng tôi ngay từ vòng thi đấu này. Và bây giờ hãy cùng dành một tràng pháo tay để đến với nhạc phẩm Tinh Nhạc Phai. 3, 2, 1, cùng hát lên nào! Chiều buồn nghiêng nắng, biển vắng mênh mông lang thang mình ta. Mây trên cao bay khuất chân trời, từng cơn gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau vui quên thời gian, quên đi bao âu lo buồn đau với kiếp sống lạc loài. Em ơi anh như con thuyền kia mãi lênh đênh theo sóng nước ngoài khơi. Trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã ra đi với phương trời xa, em yêu ơi từng ngày nhớ em, mong trái tim em luôn mong mau em về đây. Tình còn xa khuất, biển vắng kêu tên em trong hoài mong. Em nơi đây vui những buổi chiều và tìm đâu phút giây yêu thương nhau nồng say. Đây thật buồn và nhiều thương đau, từ lúc em đi mang theo tình anh. Trong cơn mơ anh mong chờ em với nỗi nhớ đoá đầy. Em ơi em như con thuyền kia mãi lênh đênh theo sông nước ngoài khơi. Bên em về đâu? Em ơi anh như muôn loài chim sống cô đơn quên đi bao nhiêu thời gian. Bay đi ôi loài chim đã gãy cánh bên trời. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã nơi đi nơi phương trời xa, nhưng em ơi từng ngày nhớ em, mong trái tim em luôn mong em về đây. Nhưng em đã lạc vào cõi mơ, mang trái tim anh mang theo bên em về đâu. Bài hát này rõ ràng là có một cái lợi thế rất lớn với hai cô gái ở đây, bởi vì cái quãng giọng, cái tông của các bạn là hoàn toàn là hát rất là thoải mái. Tuy nhiên là với Thái Dương thì anh ấy đã phải bơi, cố gắng bám từng nốt nha mọi người, cố gắng hoàn thiện bơi vào bờ. Chúc mừng bạn đã bơi vào bờ thành công. Thì ở vòng này vẫn là bạn Bích Trâm và bạn Thái Dương. Bạn Thái Dương thì nhìn thấy một chút xíu là có là dòng này có thể là Tình Nhạc Phai là phù hợp với nam nhiều. Bạn hát ổn định hơn, không có còn những cái sự hồi hộp của một người nam đấu cùng với các người nữ xung quanh nữa, mà bạn ấy thả lỏng hơn. Ngọc cảm nhận thấy bạn ấy như vậy. Thái Dương nghĩ gì về phần trình diễn vừa rồi của mình? Phần trình diễn hồi nãy em đã hát đúng theo cái tâm nguyện mà em đã chuẩn bị ở nhà, đó là quên đi tất cả cao độ, trường độ, cường độ, em chỉ hát theo tình cảm thôi. Và nếu như mà em có bị loại thì em cũng đã thấy vui rồi, và tất nhiên là cảm ơn bạn Trâm lần nữa nha. Còn Trâm thì sao? Vẫn sẽ mong là em sẽ cao điểm hơn vòng trước ạ. Hy vọng là ba người bạn của chúng tôi sẽ ghi được số điểm thật cao, và ngay bây giờ hãy cùng đến với kết quả nha. Người chơi có số điểm cao nhất ngay lập tức an toàn và bước vào vòng thi đấu tiếp theo của chúng tôi. Bạn ấy ghi được 68 điểm quý vị ạ.
68 điểm. Xin được chúc mừng Thái Dương. Yeah, chúc mừng em. Chúc mừng Thái Dương. Và ở vòng thi đấu này thì chúng tôi sẽ không còn bình chọn nữa. Bạn có số điểm thấp nhất sẽ dừng cuộc chơi ngay tại đây. Một bạn mang về số điểm 67 điểm và một bạn mang về số điểm 50 điểm. Với số điểm 50, chúng tôi xin phải chia tay với thí sinh Hà My. Xin chia buồn cùng em. Em nghĩ gì về cái kết quả vừa rồi ạ? Kết quả ngày hôm nay có đi đâu nữa thì với em vẫn là tuyệt vời. Một lần nữa hãy dành cho cô ấy thêm một tràng pháo tay được không quý vị ơi? Cảm ơn em rất nhiều vì đã đến với Cùng Hát Lên Nào. Samsung Galaxy S21 FE 5G hân hạnh đồng hành cùng chương trình.